Rồi đẹp ha. Ồ, nhìn cái món vịt giống bít canh vậy ta. Quá nè. Đó sao cô được bít canh vậy? Tại vì lên mạng tìm làm quen. Sao? Tại vì lên mạng tìm được làm quen. À, mạng tìm hả? Vậy ta mới tin là vợ nhau. Vợ cái nón ra. Vợ nón ra. Hai đứa hôn ngôi xa cái coi. Thôi. Chưa có đứa con nào chơi nữa. Nó có vợ thôi. Hay hay là chăm vui cui không cho. Hả? Chăm vui cui không cho phải không? Dạ. Kỵ trời cho ôm thôi hả? Ừ. Chứ không cho cui phải không? Thật. Dương dương dữ đó. Đẹp. Vô đây, vô đây. Rồi nói đi. Có giờ đẹp vậy thì thôi. Dạ, dạ, nó là cái mặt nó không cầu luôn à. Mình tặng bà con thôi. Rồi nói đi. Làm sao? Em ăn cơm chưa? Dạ. Rồi, giờ em ăn cơm gì rồi? Cá. Ừ. Anh ăn cơm với con tép. Ăn được mà 2 tô. 2 tô luôn hả? 2 tô một đứa cũng nhôm nhỉ? Đúng rồi. Bây giờ anh với em cam ăn rồi. Cà luôn ha. Thôi em hãy đi về đến biển trời từ đây. Con lên làm gì? Con vẫn đêm làm gì? Ai là còn lầm và lũ bây giờ mình đã biết riêng trên trời ta ai cũng trên là cũng khỏi trời em ạ. Cá em hồi nhận em gì đó anh đừng giận em nó hướng muốn sâu sáng bởi tình duyên trái ngang em vì chữ yêu nên đành cống nín cho đẹp lòng. Chuyện ngày nào hôm nay chuyện cần chưa trả đời ta. Ngày hôm nay chuyện bạn chưa trả đời ta. Thôi dính biển thiên hôn. Rồi, lên câu vô cổ luôn. 2, 3 chơi. Cá cỏ hả? Em biết anh biết em mới trà chỗ hôm nay đã uống kia đợi ra đi mong vắng bên là đường ngon bữa à rồi vô tiếp tục đúng à rồi rồi xuống câu anh biết em mới trà chỗ hôm nay anh biết em mới trà chỗ hôm nay đã uống kia đợi ra đi mong vắng bên thôi. Đường ngon bữa quay mặt qua dòm chỉ vô trà trà sữa nắm vịnh tay vợ rồi mà. Trên lâm nghề quân anh không trốn trường người anh trẻ em bé anh khá nảy bà bằng lưu trà đào đổi trong trang lệnh dành chùa tràng à dành thơ má rồi mình mà cùng đi là đến một nơi nào đi đến biển hay là rừng cao khi đến nỗi chẳng còn giông bão đợi lâm lên thế nào anh chân khởi anh không nói chào anh kêu khởi anh không nói lao trên mặt anh nghe nó ngồi bị ngáp nên mơ đỡ con nên chẳng không sao à thay lửa giờ tôi